Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 23 tháng 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về dự án luật hóa chất sửa đổi. Về cơ bản, các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước khắc phục bất cập của luật hiện hành. Đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương khẳng định: việc sửa đổi luật hóa chất đáp ứng yêu cầu thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động hóa chất. Tuy nhiên, một số nội dung quy định đối với việc tồn trữ hóa chất vẫn chưa rõ. Những quy định liên quan đến việc vận chuyển hóa chất, trong đó có hóa chất nguy hiểm, hóa chất cấm vẫn chung chung, chưa đảm bảo chặt chẽ và an toàn trong vận chuyển. Chính vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, một là cần nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể hơn, nhất là liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất trên cơ sở làm rõ. Giấy chứng nhận được áp dụng đối với mọi tổ chức cá nhân tồn trữ hóa chất hay là chỉ áp dụng đối với tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt hóa chất có điều kiện. 2. Bổ sung đầy đủ hơn quy định về điều kiện được vận chuyển hóa chất, cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, trách nhiệm khi xảy ra sự cố về hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, nhất là trong quá trình vận chuyển bằng phương tiện tàu, thuyền, trên sông, trên biển. Về bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng, dự thảo luật chỉ quy định nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà chưa quy định cụ thể về cơ chế, giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng như nội hàm của tên chương đã xác định. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm sâu sắc và đầy đủ hơn quy định liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, tiếp tục rà soát, thể chế hóa nội dung xây dựng và triển khai lộ trình cấm sử dụng các loại hóa chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước trong kết luận 36 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa nội dung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng trong kết luận 81 của Bộ Chính trị, qua đó nhằm tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, chuyển đổi số sử dụng năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo trong quá trình sản xuất và sử dụng hóa chất. Tiếp tục rà soát quy định cụ thể hơn các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe, bảo vệ quyền con người, bổ sung quy định về chính sách theo hướng coi trọng, thúc đẩy mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế. Song song đó, đại biểu Trần Thị Thanh Hương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, xác định rõ hình thức quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa, đồng thời rà soát, bổ sung nội dung quy định tại luật có liên quan, luật an toàn thực phẩm, luật bảo vệ môi trường và dự án luật đang trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật địa chất và khoáng sản, để các quy định tại dự thảo luật hóa chất sửa đổi liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn cho cộng đồng được đầy đủ và chặt chẽ hơn. Sáng ngày 24 tháng 11, Hội khuyến học tỉnh An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết An Giang, Trường Đại học An Giang tổ chức lễ trao học bổng Sổ số kiến thiết An Giang đợt 1 năm học 2024-2025. Đợt 1 năm học 2024-2025, ban tổ chức trao 126 suất học bổng cho học sinh sinh viên của Trường Đại học An Giang và các trường đại học ngoài tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Cao đẳng Y tế An Giang với tổng kinh phí 575.250.000 đồng. Trong đó, học bổng bảo trợ, học bổng đặc biệt dành cho sinh viên đại học là 16 triệu đồng một suất. Cấp đợt 1 là 8 triệu đồng, học bổng khuyến tài dành cho sinh viên đại học 12 triệu đồng một suất. Cấp đợt 1, 6 triệu đồng. Học bổng khuyến học dành cho sinh viên đại học là 8 triệu đồng một suất, cấp đợt 1 là 4 triệu đồng. Cao đẳng 4,5 triệu đồng một suất, cấp đợt 1 là 2 triệu 250 ngàn đồng. Học bổng khiếm khuyết tay chân, tùy theo học lực và mức độ khiếm khuyết sẽ có mức học bổng riêng. Việc trao học bổng bảo trợ khuyến tài và khuyến học có ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để các em học sinh sinh viên phấn đấu, nỗ lực học tốt, hiện thực hóa được ước mơ của mình trên giảng đường đại học và vững bước tương lai. Thưa quý vị, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo lộ trình thực hiện các nhiệm vụ chi tiết, tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện, chuẩn bị trước các bước tiếp theo để đảm bảo tiến trình đề cử trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới đối với khu di tích khảo cổ Ốc El Ba Thê. Đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trong buổi làm việc với ban quản lý di tích văn hóa Ốc El mới đây. Di tích Ốc El Ba Thê đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.
Đặc biệt, di tích này được các nhà khoa học, các nhà quản lý nhận định có đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương gửi báo cáo tóm tắt hồ sơ di tích khảo cổ ốc El Bathe, đề nghị UNESCO đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Theo Ban Quản lý Di tích văn hóa ốc El tỉnh An Giang, ngày 4 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã ghi danh khu di tích khảo cổ ốc El Bathe vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới. Hiện đang trong quá trình thực hiện giai đoạn 2. Tuy nhiên đến nay, tiến độ xây dựng hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Di tích văn hóa ốc El, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng thời gian qua, Trung ương tỉnh An Giang đã rất quan tâm đầu tư, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ốc El. Đặc biệt, An Giang đã phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tiến hành khảo cổ, xây dựng cơ sở vật chất, bảo quản các hiện vật, xây dựng hồ sơ khu di tích khảo cổ ốc El Bathe trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, dù đã được Trung ương quan tâm, địa phương triển khai quyết liệt, nhưng quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc. Nếu không tập trung tháo gỡ kịp thời, thì việc trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới sẽ không đảm bảo tiến độ đề ra. Để công việc hoàn thành đúng tiến độ, đạt được kết quả như kỳ vọng, Ban Quản lý Di tích văn hóa ốc El cần khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc gặp phải, các nội dung cụ thể về việc lập hồ sơ đề cử trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 11 này. Tôi đề nghị thứ nhất là Ban Quản lý phải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho Ban Chỉ đạo. Tại việc lập hồ sơ này là của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo đấy, cho nhiệm vụ cụ thể mà, có quyết định đã. Lộ trình chi tiết theo từng tháng của việc lập này. Mình đề xuất trong đó cụ thể là phần nào của ai, riêng tỉnh An Giang chịu trách nhiệm phần nào đến khi nào xong. Thì đề nghị bộ là phần nào đến khi nào xong. Song song với việc ký hợp đồng hồ sơ tư vấn và làm tư vấn, thì cũng phải chuẩn bị các bước, đặc biệt là liên quan đến thủ tục để mà đấu thầu cái tiền lập hồ sơ. Bây giờ ngay khẩn trương là phải chuẩn bị ngay cái này. Đề nghị là Ban Quản lý tham mưu để Ban tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trong cái việc là lập hồ sơ này, phân công trách nhiệm địa phương đảm bảo. Ban chỉ đạo có Ban chỉ đạo, địa phương có địa phương, trách nhiệm Ban Quản lý là chính, còn trách nhiệm lại của ai thì phải phân công, có thông báo phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bên cạnh các công việc liên quan đến hồ sơ đề cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong giới thiệu quảng bá di tích đến đông đảo người dân du khách. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, tìm hiểu. Giao cho Sở Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh cái công tác truyền thông về di tích này trên tất cả các phương tiện truyền thông trên các cái nền tảng mạng xã hội. Riêng đối với Ban Quản lý thì đề nghị là các đồng chí phải tiếp tục là quan tâm đến cái việc là phát huy giá trị bằng việc là ứng dụng công nghệ thông tin rồi đề xuất với tỉnh. Việc tiếp theo là đề nghị là các địa phương có liên quan đến di tích này thì tiếp tục đầu tư hạ tầng, quan tâm cái hạ tầng của cái tại thôn ấy, để tiếp cận đến với di tích này. Theo kế hoạch, năm 2026, An Giang sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình lên Trung tâm Di sản Thế giới. Dù khối lượng công việc xây dựng hồ sơ đề cử còn lại rất lớn, nhưng tỉnh quyết tâm chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến trình theo kế hoạch, hạn chế tối đa các nguy cơ có thể kéo dài thời gian xem xét.